Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24giờ.com. Tôi rất chào lắm cho anh em. Tôi Hữu Bộ xin chào lắm cho anh em. Tôi Văn Tiến chào lắm cho anh em. Tôi Lâm Sương chào lắm cho anh em. Bạn lại đổi tên à? Ok con ạ, thì bạn Lâm lại đổi tên và quay trở lại với chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay thì anh em mình đã đặt được một chiếc bánh mì cực kỳ to luôn, to vãi cả trưởng luôn. Thì một lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem chiếc bánh mì cực đại đó. Và anh em mình, mục đích của anh em mình để làm chiếc bánh mì cực đại đó là để làm gì? Để anh em mình sẽ làm một chiếc bánh sandwich khổng lồ con ạ. Ở kia mình đã chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu để có thể kẹp vào bên trong chiếc bánh mì đó rồi. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là chiếc bánh mì khổng lồ của mình đã đặt các bạn ạ. Thực sự rất là to luôn, dài 1 mét và rộng 80 phân. Hai thằng kia đang đo nó các bạn ạ. Thì anh em mình làm hai tầng để anh em mình sẽ cho nguyên liệu vào đây để anh em mình làm chiếc sandwich, gọi là chiếc bánh sandwich khổng lồ đây. Còn đây là số nguyên liệu mà anh em mình đã chuẩn bị, rau xanh rất bắt mắt luôn. Bên kia thì mazole, rồi tương cà, tương ớt cũng khá là nhiều luôn. Xúc xích thì chắc là không thể thiếu rồi, dăm bông thì càng không thể thiếu con ạ. Đây, dăm bông này, nhìn khá là ngon. Bên này là phô mai miếng này, phô mai miếng anh mình cũng lấy khá là nhiều, bởi vì để làm được một chiếc bánh mì khổng lồ to thì cũng phải chuẩn bị rất là nhiều, thừa còn hơn thiếu con ạ. Ở đây thì có cà chua, trứng, rồi dưa chuột. Thì ngay bây giờ anh em mình sẽ phải đi rán xúc xích và ốp trứng để anh em mình kẹp vào bên trong. Dưa chuột với cà chua thì sẽ giao cho hai thằng trẻ trâu kia thái, để một lát nữa anh em mình sẽ bày vào trong cái bánh hai tầng này để anh em mình tạo thành một chiếc sandwich khổng lồ. Ngay bây giờ thì hai thằng trẻ trâu gọi là tạm cất cái bánh đi để ra để làm đồ thôi. Đi bây giờ cất đi. Ai bảo em thái thế này? Em tưởng thái thế này. Không, thái kiểu chéo chéo ấy, em hiểu không? Vẫn thái mỏng như thế nhưng mà thái chéo chéo đi. Đó, chéo chéo nó đi. Đúng rồi. Thế mà anh tưởng một em biết thái rồi cơ. Ừ, nhưng mà mỏng thôi. Mỏng thôi. Đấy, thế mà tưởng biết thái rồi, thái bây giờ thái để bày mà lại thái tròn này các bạn ạ. Thái chéo chéo đi, còn chỗ này thì đun chè đang thái cà chua kia rồi. Còn mình thì sẽ đi để cắt xúc xích. Và anh mình cắt làm ba cái xúc xích này. Và anh mình bỏ luống thành bỏ hoa các bạn ạ. Để khi anh mình chiên lên nó thành hình hoa ấy. Không biết là sau khi mình làm là có được đẹp mắt hay không nữa. Thanh Liên Cường đang biểu diễn tay nghề gọi là ốp la trứng các bạn ạ. Trứng này anh mình ốp thì giữa nó sẽ còn kiểu như còn sống luôn đấy. Và bên ngoài thì chín, như ở giữa là lòng nó chín. Nhưng mà anh đang thấy nó hình như nó bị vỡ lòng rồi. Bởi vì quả đó hai lòng các bạn ạ. Nên là một quả nó bị vỡ mất một lòng rồi. Còn đây là xúc xích về như mình đã cắt hình hoa. Không biết anh mình sau khi mà dán nó lên nó có lở hoa như mình gọi là muốn không. Nhưng mà dù gì đây là cũng là lần đầu tiên của mình tự cắt hình hoa như này. Mình chỉ là thấy người ta làm thì mình làm theo thôi. Không biết là có được đẹp mắt không nữa. Anh lại học một cái bài này được không? Hả? Anh học cái bài đấy được không? Anh thì học từ một số kinh nghiệm mà ngoài thực tế này. Anh học Google. Thôi, anh học thực kinh nghiệm thực tế luôn. Ít khi gọi là cái gì mình không biết mình mới hỏi đại ca Google khó thôi. Khó quá. Ờ đấy là thế. Ở trong team này như không anh phải đầu gì bên cả. Anh vậy. Vậy thì gì đấy. Sao anh vậy yếu ấy? Đứa em vậy chứ sao? Vậy mạnh như để đổ hết à? Vậy mạnh nữa nó mới nhanh hết luôn. Em một thời vậy rau ấy. Ui. Thế gọi là mạnh à? Mạnh lên, play thì mạnh lên. Thế bây giờ, Tiến ơi, bây giờ anh có mỗi tí rau này để cho vào làm nhân sandwich, mà bây giờ em làm này thì bây giờ lấy gì để làm nhân sandwich rồi? Cái này thì thành rau lợn rồi còn gì nữa. Thôi em xin lỗi, em ra rửa lại thì liệu có ăn được nữa không? Ăn được. Lát hết cả rau rồi. Vậy là sau một buổi chiều anh em mình chuẩn bị nguyên liệu thì cuối cùng cũng đã xong rồi. Đây đang có một cái lia nguyên liệu. Bây giờ anh em mình sẽ mở bánh ra, bỏ một tầng của bánh ra. Và anh em mình sẽ bắt đầu bày xếp nguyên liệu vào giữa để anh em mình kẹp các bạn ạ. Thế anh em cẩn thận không lứt mất bánh. Đó, anh em mình không có cái gì đá nên đá tạm lên chiếc yên xe này. Sao vỡ không? Hả? Em giữ ở đây rồi. Em giữ ở đây. Thế, không thế, vỡ đâu rồi, thế đây, bây giờ anh mình sẽ tiến hành bày đồ vào giữa các bạn ạ. Bạn làm nhìn khá là đẹp vậy. Hai thanh niên kia khiêng ở đây có thấy mỏi chưa?
Được chưa? Ok. Chuẩn bị đến giờ ăn. Bởi vì bây giờ bánh mì nó to này thì sếp mất khá là nhiều thời gian đấy, nên là phải chịu khó một tí, cứ khiêng thế thôi. Vậy là như mình đã bày xong nhân bánh sandwich khổng lồ rồi các bạn ạ. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Nhìn siêu đẹp mắt luôn. Bây giờ thì sẽ đến bước anh em mình bóp tương ớt, tương cà rồi mazole vào. Đây anh em bắt đầu bóp đi. Ta để tiến bóp mazole trước. Thế này như anh thấy hoa tay em bị méo đúng không? Không, Tiến không có hoa tay ấy. Cho này nhiều ngấy không nhỉ? Nhiều là ngấy. Nhiều ngấy đấy. Thế thôi, vừa thôi Tiến ạ. Tiến này mà đi vẽ tranh thôi. Vẽ đến vòng cái này gửi xe. Bạn đang cho tương ớt đúng không? Bây giờ thì Cường sẽ cho lút tương cà các bạn ạ. Sau này thì mình sẽ đậy bánh lại và mình bắt đầu thưởng thức chiếc bánh sandwich khổng lồ này. Thôi bạn ơi, ok rồi. Để em vẽ nhé. Em vẽ đi. Mọi người sẽ chấm điểm cho em. Anh ơi, vẽ thấy kiểu run rắn đấy. Nhìn rất là ok rồi con ạ. Còn bóp lút một lượt tương cà này là như mình sẽ bắt đầu thưởng thức thôi. Nhìn rất là ngon. Nhưng mà mình nghĩ là dày. Không biết anh như mình có dùng mồm để gặm được chiếc bánh sandwich khổng lồ này không nữa. Em thấy hơi ít mayonnaise để em cho thêm một ít nữa nhá. Ok, em cho thêm một ít vậy. Cho thêm một ít nữa nhìn cho ăn cho nó. Nếu mà cái bánh này mà ngấy quá là tất cả do em nhá. Ok anh, em đảm bảo không ngấy. Ok em. Nhưng mà thực sự là em cũng chưa ăn sandwich bao giờ đâu, nhưng mà em thấy là cái theo ý của lắm rồi quá các bạn ạ, bởi vì nó sẽ không ngấy. Làm mấy cái này rất là lắm rồi, trên nhà Tiến không hiểu nuôi ruồi gì, anh em mình lên quay mà không chịu rút mấy con ruồi này lại. Thôi để tối em nhốt rồi. Ok là tối em nhớ rốt rồi lại nhá. Nào, để vào đi bạn. Quá ok rồi đấy. Đó, các bạn ạ. Vậy là như mình đã hoàn thành chiếc bánh sandwich khổng lồ rồi. Nhìn ở bên trong nhìn thấy nhân rõ ràng luôn này các bạn này. Thèm chưa? Thèm rồi. Được rồi, anh như mình bắt đầu thưởng thức thôi. Anh ơi, ăn thế nào ạ? Ăn kiểu gì ấy? Thì cứ thử cho mồm vào gặm thôi. Cho em test thử trước xem nào. Ăn cả luôn. Làm gì phải cắt. Bẹp xuống này. Ở đây ăn cả thế giới luôn. Mời tất cả các bạn nha. Mỗi nhiều một góc. Mồm to đấy, mồm được đấy. Tới chưa? Tới chưa? Phần này mới tới, phần này phần nữa. Chưa thì ăn hết chú ý đi, xong thì khác tới nấu đôn trà đi. Mời các bạn đi à. Ủa mồm khủng hoảng. Hình như mồm nó chả mới có thấy được có một tí thôi. Còn lâu đã tới. Ôi, bạn lại cho thêm tương ớt à? Muốn ăn cay à? Cần thử đi. Muốn ăn siêu cay. Em chắc không bỏ. Ăn đoạn bánh mì là thấy ngon này, ăn trong chắc ngon lắm nhỉ? Thì bây giờ đấy ăn mạnh lên để cho nó vào trong đi để ăn nhân thử cảm nhận xem nào. Bạn dùng đi. Mình mời các bạn. À hình như mình xin lỗi, hình như mình chưa mời các bạn. Mời rồi. Cắn lên thịt rồi, ngon lắm. Ăn bánh mì không? Tuyệt vời. Ngon à? Hả? Ăn uống khổ quá, gặm mãi mới đến thịt mà bây giờ. Thì đây coi như là đang thử thách bản thân bọn em để, kiểu như là càng khó thì mình càng muốn chinh phục nó để ăn được những miếng nhân ở bên trong. Bây giờ em ước gì có miếng vừa miệng em ăn nó dễ, em nhai này khoai quá.
Anh cho em cắt miếng em thử nhé, cắt cho các bạn xem nữa. Ok, thế cũng được. Thế cắt thử đi, bởi vì nó dày quá nên là còn quyết định là cắt thử một miếng là các bạn ạ. Cắt được không bạn? Cắt được không bạn? Cắt một miếng này nhưng mà thực ra nó rất là to luôn các bạn ạ. Đấy, được đấy. Ui rồi các bạn ạ, miếng sandwich cắt miếng giá trị luôn. Nào cần thưởng thức đi. Chắc là ăn sẽ ngon hơn đây. Rồi á. Ui rồi. Thấy sao em? Không nói được. Quá tuyệt vời luôn. Bạn ok, để xem hai thằng này cho là cũng cắt lút ra rồi các bạn ạ. Tất cả đều cầm miếng như cường này. Các bạn ạ, nhìn miếng sandwich rất là ngon luôn. Sandwich em sandwich khổng lồ. Tự tay như mình làm. Ui trứng. Trứng nòng đào ngon lắm. Ơ, Tiến làm gì đây? Em đi tìm. Tìm gì? Cắn mãi chả đến, tìm ra về mình thích ăn gì mình lấy anh ạ. vì không chờ đợi được các bạn ạ. Miếng bánh có giá trị. Tới trước đi. Tìm lên là chưa được miếng xúc xích nào. Em chui đầu hắn vào đấy là sẽ tìm thấy xúc xích. Chui vào dí cái đầu vào đấy. Dạ. Nhìn cái bánh mì không có gì hết chăn đấy. To nhìn chẳng gì hết chăn luôn nhìn anh ấy, nhưng mà mặt em nhỏ. Hơi nhỏ một tí. Không sao. Các bạn thông cảm. Bởi vì ăn loại khổng lồ này thì phải chấp nhận. Ôi, cố. Anh phải làm miếng to nữa và to hơn. Anh em bữa ăn sao nhỉ? Em cũng cắt à? Cắt, ăn cho dễ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức các bạn ạ. Bởi vì lấy thấy anh em nó ăn cảm giác vất vả quá thì bây giờ mình sẽ cắt luôn ra các bạn ạ, cắt miếng ra để ăn như anh em được. Anh mình thử cảm giác ăn như bọn em ăn cả cái luôn ảnh. Thế là thôi anh không có lòng kiên nhẫn như bọn em. anh phải cắt luôn được không? Bởi vì bây giờ cũng tầm chiều chiều rồi nên cũng khá là đói các bạn ạ. Cắt một miếng to ra. Đúng không nào các nhỉ? Thì trứng làm thế là nó phải sống chứ. Ngon rồi. Ui. Cái này cả anh em anh không bảo ăn hết nhưng mà anh em sáng mai anh em ăn sáng luôn. Tiến này cho các bạn. Ui. Ok các bạn ạ. Mình mời tất cả các bạn nhá. Các miếng bé quá. Anh đói. Tuyệt vời các bạn ạ. Cái thịt dăm bông mà ngon thế nhỉ. Đây là tôi mới được thưởng thức bạn ạ. Ngon không? Đừng tiếc ăn xong ít đã hết rồi. Không đổ. Ngon quá. Chắc là cái miếng nó ăn 1 phần 2 rồi. Nào. Cảm giác lo. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon. Còn qua làm bánh mì luôn. Bây giờ nó cắn mấy miếng mà em thấy cái cơ miệng của em nó mỏi quá. Cơ miệng mình hoạt động nhiều quá. To quá. To quá. Há to quá. Sao anh thấy chỗ này mãi trong vẫn còn đồ mà bây giờ ăn nhiều bánh mì là tối và chắc không ăn được cơm mất. Thế thôi lần sau anh làm gì anh làm nhỏ nhỏ anh. Nhai. Ok em. Bơ mà khổ tuyến tuyến mong bé quá há rộng. Đã chọc luôn. Hồi ăn bánh mì cũng tắt hết cả mồ. Chắc là tại hôm nay ốm. Ăn nhỉ. Anh ăn câu vừa đấy mà nhai phải tí sạn nào. Anh mới thưởng thức được một hai miếng rau, không biết anh em kia thấy thế nào. Chưa chưa.
Hay là bánh mì to quá thì là không thể nhận biết được sản. Nhưng em có đi rửa lại không hay cứ thế cho vào? Anh ơi, em chán có một lần nước rồi. Làm ăn tạm vậy. Bạn thấy cái món này thế nào? Các bạn, đây là lần đầu tiên tôi ăn chiếc bánh mì xong quýt một lần to như thế này. Bên trong thì nhân thì nhiều loại, ăn rất chi là ngon. Chắc tối nay không phải cơm nữa. Ông là tôi nghĩ không phải cơm đâu. Thế có gọi điện báo cắt cơm nhà luôn anh. Em cảm thấy nào? Nó quá vậy. Lần đầu tiên ăn sandwich. Mồm thì cũng đẹp. Tại vì cái này nó có cả khum cái mazole vào cho nên là ăn rất là dễ ăn, mà tương ớt tương cà rất là ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Very good. Đúng rồi, mình nghĩ là thấy tuyệt vời khi ăn cái bánh mì gì nhỉ? Tên gì nhỉ? Quên mất rồi. Sandwich. Sandwich ăn rất là ngon và là khổng lồ nữa chứ không phải là bé. Ăn rất là tuyệt vời. Tiến. Có nhiều ruồi. Lần đầu tiên được ăn một cái bánh mì kẹp mà nó ngon như thế này. Ăn nó không phải là ngon mà rất rất ngon luôn, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đây. Nhưng mà anh học nguyên liệu ở đâu ấy? Em thấy cũng đầy đủ ấy. Quá đầy đủ luôn. Nguyên liệu thì nói chung là anh thì anh đã bảo rồi, kinh anh nghiệm trang trải cuộc sống. Đúng rồi, kinh nghiệm thực tế của anh. Em không? Kinh nghiệm thực tế của anh ở cái trường đời dạy anh được tất cả. Cái đó là do mình. Điều mình chị Google. Em có bác với họ hàng với bác thì chứng chứ. Anh nhưng mình chỉ tiếu táo vui một chút thôi con ạ. Thì thực ra là cái bánh mì này còn rất là nhiều. Các bạn, như các bạn đã thấy ấy, cái nhân của nó anh em mình làm rất là ngon luôn. Thực ra mình chỉ cắn được vài miếng mình đã cảm thấy lo rồi. Còn chiếc bánh này thì còn nhiều quá. Nhưng mà mình thì không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa. Chỗ bánh mì này chắc là anh em mình sẽ chia nhau mỗi anh em một phần mang về. Bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Em nói thật đi. Nếu hôm nay em mà không ốm ấy, chắc là em đá lửa cái bánh mì rồi. Chẳng qua hôm nay em ốm thôi đấy, ngay từ đầu em bảo. Ok. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.